Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với Eco Tuna. Có một sự thật rằng bánh donut rất được yêu thích bởi người trẻ, người già và cả những người vẽ truyện tranh. Đặc biệt đối với tác giả manga, donut không chỉ là đồ ăn mà còn là nguồn cảm hứng tuyệt vời để tạo nên những cái chết đầy đau đớn cho nhân vật của họ. Và tất nhiên, tác giả của Boruto cũng không phải ngoại lệ. Sau khi làm một cái bánh donut hụt cho Boruto ở phần 1, tác giả quyết định làm thêm một cái khác dành tặng cho Inojin ở phần 2. Đúng là ở đời thì họa vô đơn chí, cơ mà Inojin có hẹo luôn sau pha donut này hay không thì chưa biết. Hay là cậu ta vẫn có thể thoát chết bằng một cách thần kỳ nào đó. Hôm nay, xin mời anh em cùng với Eco Tuna đến với giả thuyết Inojin sẽ hồi sinh, các cụ y nhân giả của Konoha tái xuất. Mặc dù thế giới trong Boruto đang càng ngày càng trở nên tăm tối hơn đúng với những gì mà tác giả mong muốn, nhưng việc cho một nhân vật bay màu khi hành trình của Boruto True Lupin Trade mới bắt đầu được 10 cháp là điều mà không nhiều người dám nghĩ tới. Dẫu cho có buồn và sốc thật, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì việc Inojin bị donut là cực kỳ hợp lý. Đầu tiên, nó sẽ là ngòi nổ để kích hoạt sức mạnh của Himawari. Sự phẫn nộ và tuyệt vọng cùng với thêm một chút căm thù đối với kẻ thù Yura chính là nguyên liệu tốt nhất để đưa công chúa nhà Uzumaki đột phá giới hạn của cô. Naruto hay là Kushina đều là những nhân chủ lực trước đây của Kurama, và khi nổi giận thì sức mạnh của họ đều đạt tới ngưỡng không tưởng. Giờ đây, Himawari cũng sẽ như vậy, cô bé rất cần chất xúc tác để đánh thức nguồn chakra vô tận của mình. Thứ hai, Inojin ăn donut còn giúp cho chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về Yura. Mạnh không còn là từ thích hợp để miêu tả về hắn ta nữa, mà phải dùng từ nguy hiểm, máu lạnh, dứt khoát, không kích dài dòng là tất cả những gì mà một tên phản diện cần. Do hạn chế về mặt thời gian thì đây cũng là cách tốt nhất để tác giả khắc họa tính cách của nhân vật Yura, đặc biệt là kẻ đang đối đầu trực diện với Boruto như thế. Và thứ ba, quả bánh donut lần này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho độc giả rằng mỗi khi có một nhân vật nào đó bước chân vào một cuộc chiến sinh tử thì họ có thể ra đi vĩnh viễn. Điều này góp phần tạo nên sự kịch tính cho cốt truyện, đồng thời đẩy sự hưng phấn của người đọc lên cao. Công nhận là tác giả khá cao tay khi chọn nước đi lần này. Thay vì cho fan của mình có cảm giác an toàn để họ nghĩ rằng đứa nào cũng được cứu quốc đại đi, đằng nào cũng chả chết đâu mà lo, thì giờ đây chính người đọc sẽ phải vừa theo dõi vừa phải khấn thần chú, mong rằng nhân vật mà họ yêu thích đừng hẹo quá sớm. Quả là một sự tương tác đầy thú vị, cơ mà không khuyến khích tác giả làm lại nhiều lần, kéo theo việc ăn gạch đá thay cơm nha. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu Inojin có cơ hội hồi sinh hay không? Theo tớ khả năng cao là có. Thật ra thì việc hy sinh một cái tên không có nhiều đất diễn để tạo nên dấu ấn trưởng thành cho các nhân vật chính là điều xưa nay không phải hiếm. Neji là một trường hợp điển hình. Tuy nhiên, trường hợp của Inojin lại đặc biệt hơn một chút. Như anh em đã biết, thì phong cách chiến đấu của bộ ba Yamanaka, Akimichi và Naga hàng trăm năm nay đều luôn đi cùng với nhau. Việc tiễn một trong ba người này đăng xuất chẳng khác nào xóa sổ đội hình Inosikacho. Nói như vậy là bởi vì giả sử như cặp đôi Ino và Sai có sinh thêm một đứa con nữa thì nó cũng rất khó để phối hợp được với đội hình hiện tại. Nhất là khi chênh lệch về tuổi tác và trình độ là quá lớn. Một nguyên nhân nữa khiến tớ nghĩ rằng Inojin không thể bay màu bây giờ là bởi vì tớ cảm nhận được Inojin thực sự yêu quý Himawari. Tình cảm này có thể chưa đủ lớn để có thể phát triển thành tình yêu, nhưng ngoài gia đình ra thì rõ ràng trong Boruto không một ai quan tâm và hy sinh cho cô bé nhiều bằng Inojin. Tớ mong rằng được chứng kiến cặp đôi này sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai, vậy nên mong rằng tác giả sẽ suy nghĩ lại và sớm chữa trị cho ông cháu Inojin. Xuyên suốt từ thời đại Naruto đến giờ, đã có không ít nhân vật phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân. Câu chuyện của ai cũng đáng thương, nhưng nếu như Inojin thật sự mất sau vụ này, thì Ino chắc chắn sẽ trở thành cái tên đau khổ nhất. Thành viên nữ của team 10 năm ấy đã mất đi người thầy Asuma của mình vì Akatsuki, mất đi người cha của mình trong đại chiến thế giới lần thứ tư. Và giờ đây, nếu như cô mất luôn con trai nữa, thì quả thật là hiếm ai có thể vượt qua được cú sốc này. Tất nhiên thì cứu được là một chuyện, đến được chiến trường lúc này lại là một chuyện khác, còn ai cứu được thì mới là điều đáng nói. Người có khả năng đứng ra để hàn gắn cái lỗ thông gió to tổ bố trước ngực của Inojin, nếu xét về phương diện y thuật của những giới hiện tại thì chỉ có duy nhất hai nữ Kunoichi đủ sức làm được điều đó. Đầu tiên phải kể đến chính là Hokage đệ ngũ Tsunade, công chúa Obsen, sở hữu bách hào ấn và thuật chỉ thương kết hợp cùng với thú triệu hồi Katsuyu cực kỳ bá đạo của mình. Trong sự kiện Nagato đem lục đạo Ben thảo phạt Konoha, đệ ngũ đã dùng hết mọi thuật chữa trị để dân làng có thể nhận thiệt hại ở mức thấp nhất. Giả sử không có Tsunade khi đó thì cả làng lá lúc này chỉ còn được vài người sống sót mà thôi. Sau đó, trong đại chiến thế giới lần thứ tư, khi giao chiến với Madara, ngũ đại Kage suýt chút nữa thì đã ra đi chân lạnh toát. May nhờ có Tsunade trị thương thì bốn ông trưởng thôn kia mới có cơ hội sống sót trở về. Chính vì thế nên đích thân Madara đã phải công nhận công chúa Obsen rằng bà rất xứng đáng với danh hiệu Kage về cả sức mạnh, cấm thuật và khả năng trị thương của mình. Như vậy là đủ hiểu rằng y thuật của công chúa Obsen bá đạo đến mức nào. Thậm chí chính Tsunade cũng từng chữa trị cho một ca donut do cụ vĩ gây ra, đó chính là Minato. Một ca khác tuy không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng bà đã tham gia chỉ đạo, đó chính là cứu mạng Neji trong sự kiện đuổi bắt Sasuke trở về. Nên xét về khoản kinh nghiệm thì đệ ngũ là người duy nhất trong danh sách ngày hôm nay có đầy đủ. Cơ mà hiện giờ đệ ngũ đã quy ẩn giang hồ, không rõ là đang đánh bạc ở sòng bài nào. Tuy nhiên, cả Orochimaru và nhân bản của Jiraiya đều đang có những động thái nhúng tay vào công cuộc bảo vệ nhẫn giới, thì khả năng cao Tsunade cũng sẽ trở lại để bộ ba tam niên huyền thoại năm nào được tái ngộ với nhau.
Người thứ hai mà tôi tin rằng có khả năng cứu được Inosin không ai khác chính là Sakura. Cô được xem là truyền nhân của công chúa Tsunade. Sakura đã vượt qua các sư phụ của mình và trở thành nữ ninja y thuật đỉnh cao và kiêu hãnh nhất trong thế hệ Konoha 13. Là y nhẫn xuất sắc nhất thế giới, Sakura đã chứng minh thực lực của bản thân cũng như vai trò của mình đối với các cuộc chiến, bất kể lớn nhỏ ra sao. Tất cả các trận đấu mà Sakura tham gia thì gần như là thiệt hại về người luôn được giảm xuống mức thấp nhất. Sakura còn có thể thực hiện được các dẫn thuật y học cực kỳ tỉ mỉ và chính xác mà hiếm ai có thể làm được. Đặc biệt, cô cũng có thể triệu hồi các Suyu để hỗ trợ trị thương không hề kém cạnh sư phụ của mình. Những dẫn chứng mà tớ vừa kể trên đã phần nào phản ánh được tài năng trong lĩnh vực y thuật mà Sakura đạt được. Tuy nhiên, vì cũng giống với Tsunade, Sakura đã mất hút được một khoảng thời gian khá lâu và không rõ nguyên nhân. Mong là nhân cơ hội lần này, tác giả cũng sẽ confirm cho anh em biết được thành viên nữ cuối cùng của đội 7 năm xưa giờ đang thế nào. Chứ hai ông thần Naruto và Babasuke đều đã bị phong ấn, mà chị Đào lại không được lên hình thế này thì đúng là không ổn cho lắm. Cái tên kế tiếp chính là Chakra cụ vĩ của Himawari. Với tình hình hiện tại, tớ mong là Kurama sẽ đồng ý để cho Himawari chuyển Chakra vị thú sang cơ thể của Inosin nhằm cứu mạng của cậu ta. Trước đây, Naruto cũng đã từng bị Sasuke đột cục lỗ thông gió ngay trước ngực của mình, và cũng nhờ Chakra của cụ vĩ mà vết thương của anh 7 nhanh chóng lành lại một cách đáng kinh ngạc. Giờ đây, Himawari cần làm điều tương tự, hoặc là Konoha sẽ mất đi một ninja tài năng trẻ của mình. Và phương pháp cuối cùng cũng đồng thời là cách chữa trị khả thi nhất hiện giờ, đó chính là nhờ vào khoa học nhẫn thuật. Ai cũng biết rằng hiện giờ nhẫn giới có hai ông trùm về khoảng tái sinh thuật và người nhân tạo, đó chính là Amado và Orochimaru. Từ một mẫu ADN, hai thánh này còn tạo ra nguyên một con người được, thì việc chữa trị cho Inosin là điều hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa hai cụ này đến với chiến trường giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì không rõ. Bản thân Amado có đủ khả năng để tạo ra một quả tim máy hoặc là một lá phổi máy thay thế cho những bộ phận đang bị hư hỏng của Inosin như một phương pháp tạm thời để duy trì mạng sống cho cậu. Còn ngày rắn thì khả năng cao là ngày sẽ tạo ra được hàng thật luôn nhờ vào những chế phẩm sinh học của mình. Cơ mà để ghép lại cho Inosin thì có lẽ ngày cần một ninja y thuật trình độ cao để hỗ trợ cho mình, ví dụ như là Sakura hay là Kabuto chẳng hạn. Đến Kashin Koji mất nửa thân dưới mà ngày còn giúp được thì vụ này tất nhiên ngày xử lý gọn gàng cho một đốt nhạc và thôi. Và tiện nhắc tới Kabuto thì bản thân khứa này đang nắm giữ rất nhiều bí mật liên quan tới tiên thuật rắn, và chính hắn ta cũng từng cứu Sasuke sống lại. Sasuke đã dừng hẳn quá trình hô hấp của mình và chuyển sang giai đoạn quang hợp trong đại chiến thế giới lượng thứ tư. Như em đã thấy, chỉ cần Kabuto cắm một cái vòi từ người của hắn ta sang người Inosin, sau đó bơm một vài thứ linh tinh khác là cứu được thôi. Rất đơn giản, cứ làm theo như video là chắc chắn sẽ thành công. Không biết sau nhiều năm nuôi dạy trẻ thì giờ đây Kabuto có bị lục nghề hay không. Cơ mà ta dám khẳng định là sau khi ăn liên tiếp ngu độn của Itachi và thông não chi thuật của Naruto thì khả năng cao thanh niên Kabuto này sẽ giúp đỡ thế hệ mới nhiệt tình, không kém gì giúp cho Sasuke trước đây. Còn cảm giác mà khó quá thì mình vẫn có thể dùng ối thổ chuyển sinh, tuy hơi vô nhân đạo nhưng bù lại sống khỏe hơn trước cả lúc hẹo. Bonus thêm quả bất tử và chắc ra vô hạn, nói chung là lợi thì có nhiều hơn hại. Không thì nếu như nhà của Inosin có điều kiện, tìm luôn một cặp mắt Rinnegan mới, còn nguyên tem mát, biết đâu lại có thể thi triển ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật, cách để đảm bảo uy tín, có bảo hành trọn đời, mỗi tội người nào thi triển xong là toang thôi. Một cách khác nữa, tuy hơi mất thời gian, đó là sang bên làng cát tìm bí thuật của bà Chiyo từng cứu Gaara trước đây, học nó thật nhanh rồi về cứu Inosin. Cơ mà phải thật nhanh nha, chứ không là đến ngày giỗ đầu rồi vẫn chưa luyện xong thì vứt. Đấy, có thiếu gì cách để hồi sinh Inosin đâu anh em, quan trọng là tác giả có muốn hay không mà thôi. Video đến đây là hết rồi, nếu có ý kiến khác, anh em ở đây là bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Eagle Tuna và Tuấn Tuna Shop. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.